Kênh bán nhà quận 7 chính chủ xin kính chào đến cô chú anh chị nha. Hôm nay em qua em review căn nhà hẻm Bình Tân, Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, nhà diện tích ngang 5, dài 13 m. Đây trước nhà nha anh chị. Nhà thì một trệt một lầu, 3 phòng ngủ full hết nội thất như hình. Chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 900 triệu còn thương lượng chính chủ. Nhà thì có hỗ trợ vay ngân hàng của chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Ngoài là lớp cửa cuốn, trong là cửa nhôm Sifa bốn kính. Nhà thì rất đẹp, rất sang trọng, ngay Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, cách quận 8 chỉ có 500 m nha anh chị. Đi qua trung tâm quận 1 không quá 10 phút. Ngay trung tâm quận 7 luôn nha anh chị. Đây bên trong căn nhà thì sofa, tủ cài tivi đầy đủ, trên thì đèn chùm trần thạch cao rất đẹp. Nhà thì full hết nội thất, giá chỉ có 5 tỷ 900 triệu còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị xem kênh bán nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712, Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Em chuyên bán nhà quận 7 và nhà bè nha anh chị, đây không gian nhà bếp nè. Trên thì trần lắp gỗ rất đẹp, bên đây là cởi bếp, ngay chỗ này mình có quầy bar nha anh chị. Đó, nhà thì sofa rộng lớn, nhà diện tích ngang 5 dài 13, full hết nội thất. Nhà này đặc biệt có phòng ở dưới tầng trệt cho nhà người lớn tuổi nha anh chị. Người lớn tuổi mà lên lầu không được thì mình ở dưới tầng trệt, nhà rất đẹp. Đó, đây bàn ăn nè, bên đây thì tủ kệ bếp đầy đủ hết, giá chỉ có 5 tỷ 900 triệu còn thương lượng ngay chủ. Đây lớp đá chạy vòng qua trước thì học tủ kệ bếp nhớ, học tủ bếp, trên thì tủ kệ bếp, lớp đá chạy vòng qua rất đẹp. Nhà hướng chính thì hướng bắc, học tủ đầy đủ rồi nha anh chị. Bên đây thì bàn ăn thì 4 ghế. Nhà thì hẻm trước nhà thì được 3 mét, cách đường hẻm xe hơi nó khoảng chừng 100 mét nha anh chị. Đi ra quận 8 là 500 mét thôi, vô quận 1 10 phút. Đây dưới tầng trệt thì cuối nhà là nhà vệ sinh, trên thì giếng trời. Đó, hệ thống máy thì máy nước nóng năng lượng mặt trời. Đó, đây là giếng trời ở sau nha anh chị. Nhà thì giếng trời trước, giếng trời sau. 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 3 nhà vệ sinh riêng biệt, mỗi nhà mỗi vệ sinh riêng biệt. Giá chỉ có 5 tỷ 900 triệu sở hữu ngay được căn nhà tại trung tâm quận 7 anh chị. Đây dưới thì em quay cặn kẽ anh chị mình xem, trong lúc quay có gì đó sơ sót cô chú anh chị xem có thông cảm cho em. Đây là nhà cái phòng dưới tầng trệt để cho người lớn tuổi mình không lên lầu được nha anh chị. Nhà thì full hết nội thất cao cấp như hình luôn, giường ngủ, bàn trang điểm, tủ cài tivi đầy đủ. Nhà này chỉ thiếu đồ điện thôi, cô chú anh chị vô đồ điện là mình ở nha anh chị. Ngay trung tâm quận 7 mà mình diện tích ngang 5 13 mà mình mua căn nhà chỉ có giá là 5 tỷ 9 mà còn thương lượng ngay chủ nữa nha anh chị. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712, Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Kênh bán nhà quận 7 chính chủ luôn luôn làm nhà chính chủ, không qua môi giới, cô chú anh chị cứ yên tâm. Em quay cặn kẽ của chú anh chị mình xem để của chú anh chị đỡ mất thời gian để đi xem nhà. Nhà hướng chính thì hướng bắc. Đây có mấy anh em đi quay nhà chung vô nó vui anh chị. Em là chuyên bán nhà nhà bè vào quận 7. Đây là mình đi lên lầu 1 anh chị. Kiến thì kiến cường lực, thanh thì thanh gỗ rất đẹp. Em xin nhắc lại của chú anh chị, nhà ở hẻm phường Tân Hưng, Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, nhà thì 15 m, dài 13 m. Đây chỗ này phòng thờ nha anh chị. Đó, đây là phòng sau, nhà thì sân thượng, rồi ban công trước, ban công sau, diện tích thì ngang 5, dài 13, full hết nội thất như hình, nhà một lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, giá chỉ có 5 tỷ 9, anh chị có tin được không? Đây là ban công sau của lầu 1 nha anh chị, nhà thì ban công trước, ban công sau luôn nè. Em quay cặn kẽ anh chị mình xem, đó, ban công sau. Mình để máy giặt đây, mình phơi đồ đây cũng được nha anh chị. Giá chỉ có 5 tỷ 9, em luôn luôn niêm yết giá trên màn hình, cô chú anh chị xem tiện theo dõi. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712, Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Nhà thì full hết nội thất cao cấp như hình, hệ thống máy thì máy nước nóng năng lượng mặt trời. Đó, đồ gỗ thì đầy đủ nha anh chị. Tủ kệ tivi nè, giường ngủ. Hệ thống máy thì máy nước nóng năng lượng mặt trời rất đẹp nha anh chị. Đây, quay cận kẽ anh chị mình xem để cô chú anh chị đỡ mất thời gian để mình đi xem nhà thôi. Đó, hệ thống máy thì đầy đủ hết, tất cả vệ sinh đầy đủ.
Hôm qua khẳng kẻ của chú anh chị mình xem đỡ của chú anh chị đỡ mất thời gian xin đi xem nhà. Nhà thì hẻm Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, không gian chỗ này phòng thờ trên có giếng trời nha anh chị. Ở giếng trời đó, nhà thì diện tích ngang 5, dài 13 mét, nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ full hết nội thất nghi hình. Nhà này đặc biệt có phòng ở dưới tầng trệt cho cô chú anh chị nào mà lớn tuổi không lên lầu được nha anh chị. Đây một phòng nữa là 3 phòng ngủ. Thì nhà thì ban công trước sau, nhà vệ sinh thì trong phòng ngủ hết, nhà thì bên đây là cửa sổ, bên đây là cửa chính. Hướng chính thì hướng bắc. Giá tỷ có 5 tỷ 900 triệu, ngân hàng có hỗ trợ vay ngân hàng luôn. Chỗ này mình về mình để tủ đây anh chị. Đây là ban công lầu 1 nè. Nhà diện tích ngang năm rất rộng lớn, cách hẻm xa hơi nó khoảng 100 mét thôi, hẻm trước nhà thì 3 mét. Hẻm Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, trên là rất đẹp nha anh chị. Nhà rất thoáng, 3 phòng ngủ mà giá 5 tỷ 900 triệu, con thương lượng ngay chủ luôn. Em quay căn kẻ anh chị mình xem đó, trên đó là đầy đủ luôn, nhà đẹp lắm nha anh chị. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913 78 1712, Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Kênh bán nhà quận 7 chính chủ luôn luôn những sản phẩm mới của chú anh chị mình xem và tham khảo. Cô chú anh chị nào xem kênh bán nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Tủ cày tivi đầy đủ, nhà vệ sinh thì hệ thống máy thì máy nước nóng năng lượng mặt trời rất đẹp nha anh chị. Đó, đây hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời nè. Mời cặn kẽ của chú anh chị mình xem. Em xin nhắc lại của chú anh chị, nhà hẻm đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, nhà có diện tích ngang 5, dài 13 mét. Nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, nhà có phòng thờ riêng, chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 900 triệu, còn thương lượng chính chủ, chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng luôn. Cô chú anh chị xem kênh của nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.